em lại là anh Thịnh Bến Tre đây, gửi lời chào đến bà con lời chúc sức khỏe nha. Trưa nắng nay lên lấy thử dòng cho anh em mình xem con Grand Design. Xe này mới cọc và sẽ đi làm luôn nè anh chị. Thêm em Focus cũng sẽ đi làm luôn. Tất nhà anh các em. Focus này cũng cọc luôn nè anh em, giờ sẽ đi làm cho anh em mình nè. Đó, quá trời xe, khoa Santa Fe thì bảo dưỡng cho anh em mình ha. Giờ chạy thử Grand Design này cho anh em mình nè. Có 300 hơn tí thôi, full đồ chơi đèn rất là đẹp anh chị nha. Để bật cái đèn cho anh em mình xem nè. Lấy số vô lăng 2.0. Đó là đèn sao ta đây. Lấy số vô lăng máy 2.0 cục bô. Vỡ trời, anh em nhìn dàn đèn đẹp không? Quá đẹp, quá ngầu luôn, phơm dán bự lắm anh chị nha. 2.0 cục bô. Chạy siêu sướng luôn. Mâm phay cà bá luôn nè. Rất là đẹp anh chị nha. Bật cái đèn lên còn đẹp dữ nữa. Cửa không xương luôn anh chị nha. Đây, cửa không xương ha. Cửa không xương auto luôn nè. Đó, đã không? Đóng vô cho hết lên luôn. Đó, tú khí nữa nè. Vô lăng trợ lực thước lái nhẹ hiệu luôn nè anh chị. Xe chạy 70.000 nha. Ghế điện luôn. Đó, có lẫy số luôn. Gương kính chỉnh điện gập gương màn Android luôn. Quá đã, số tự động luôn. Cửa trời. Đó. Ngày mai sẽ lên sóng chi tiết cho anh em mình xem mẫu này nha. Để cho anh em bà con mẫu này giá cũng cực kỳ hợp lý và rẻ luôn. À, xe này nếu để cho anh em mình chắc khoảng 300 mấy. Nút đề luôn nè anh chị, nút đề luôn nè. Chạy o o đã. Anh em thích cái con Genesis Cup này thì cứ liên hệ cho em Thịnh ha. Qua số là 0866678971 và 0834333371. Giờ em xách xe này mình đi uống cà phê nè anh em ha. Chạy sướng giá rẻ. Anh em quan tâm thì cứ nhắc máy cho em Thịnh mình. Đó. Nơi giao lưu chờ đổi mua bán với bà con. Có xem làm Thịnh sẽ có bớt cho bà con mình ha. Đó. Vô lăng hước lái trợ lực chạy rất là êm. Quá đã luôn. Ồ, chạy chục bô hút đã. Tiệm mình anh em quá trời xe luôn hả, đợi anh em mình. Đó, anh em qua lựa thoải mái nha. Ok, cảm ơn em. Anh em nào chưa đăng ký bấm nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video nha.